có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền điên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền điên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đầy chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Thiệt ra ba đâu có bự hơn mình nhiều đâu, mà sao cái giường nó chật ních vậy ta? Hay là mình qua nhờ ông nội cắt bớt hai cái chân của ba đi. Ôi vậy thấy ghê lắm. Chết rồi, mình bự chản vậy rồi sao mai đi học đây? Nghĩ thì mình cũng hay thiệt, thuốc hoán đổi hình dạng mình cũng làm được. Công nhận mình giỏi thiệt á, mà về về mình không phục mình quá đi. Ai, không có gì có thể cản trở ma da da này, đúng không? Mẹ ơi, con đi học. Ba, con đi học. Đi học hả con? Dạ. Cẩn thận nha. Dạ. Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Dạ. Con đi đâu vậy? Con đi học. Rồi định mặc vậy đi học hả? Chứ làm sao giờ, con đâu có mặc vừa đồ đi học nữa đâu. Ê, gì vậy? Hả? Chị chế thuốc tới đâu rồi? À, thuốc biến đổi ngược lại á hả? Ừ. Ờ thôi, chị đi học về chị sẽ làm cho ha. Ngoan ngoan ha. Cứ mẹ đi học, tôi bay đi. Mẹ, giờ sao? Sao 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 cái gì? Đi học đi. Con đi đi. Con á, bữa đơn. Chứ nó làm sao bận vừa cái đồ đi học của Suri nữa. Con ba. Ừ. Để con lên thay đồ. Ba con đi học thay cho con, bây giờ con lên phòng vẽ tranh làm việc thay cho ba con đi. Con hả ông? Chứ sao? Ba. Ừ? Nhưng mà để tình trạng này tới chừng nào ba? Hình như ba đang suy nghĩ một điều gì đó thì phải. Sao bạn đi một mình, không đợi mình đi chung với? À, vậy là ngày nào con cũng đi học với Suri hết hả? Ủa, bạn nói gì kỳ vậy? À, quên, mình là Suri mà. Không, đi thôi, mình nói giỡn cho vui á. Đi.
Ê, Suri, bộ bạn đổi dây chuyền rồi hả? Suri, thằng này láo, dám đánh người lớn luôn à? Mình hỏi là bạn đổi dây chuyền rồi hả? Dây chuyền. À, đúng rồi, đổi rồi. Đổi rồi. Học sinh Đức, chúng em chào cô. Minh Vũ đứng dậy nè. Lần này thì Minh Vũ là người tiên phong nha. Bây giờ em hãy nghĩ về ba của em và nói thử cho các bạn nghe. Ở trong nhà em có ba em, mẹ, anh, em và em của em sống chung với nhau. Sự thật thì chỉ có ba và em sống chung với nhau thôi. Và mỗi buổi sáng ba thức dậy thật sớm để nấu cơm cho em và thực hiện cả vai trò của người mẹ nữa. Đôi lúc ba trở thành một người em để chơi với em, và cũng có lúc ba trở thành một người anh để đi học cho em nữa. Thằng Mạnh Vũ này vậy mà người lớn ghê ta. Mặc dù trong nhà chỉ có ba và em thôi, nhưng có đủ hết. Ba nè, mẹ nè, anh nè, em nè. Ba Mạnh Vũ đúng là một người cha tuyệt vời. À, Suri, em cũng thử nói về cha của mình xem. Em sao vậy? Ba tôi không. Ba em muốn trở thành một cây táo. Một cây táo hả em? Dạ. Khi mọi người đói thì ba sẽ cho mỗi người một quả để ăn. Còn khi có gió đến thì ba sẽ chặn gió, mang đến cho gia đình một không khí đầy ấm áp. Khi có ánh nắng gay gắt, ba sẽ chặn ánh nắng và tạo bóng mát cho gia đình. Ước mơ của ba em là trở thành cây táo. Ba em chỉ muốn trở thành cây táo thôi. Vậy thì còn gì bằng ước mơ của ba là trở thành một cây táo. Suri giỏi lắm. Chà chà, có gì đâu, mọi ngày mình vẫn nghĩ và nói vậy mà. Nhưng mà phản ứng của mình cũng được chứ bộ. Ủa, mà sao cô giáo lại đi xoa đầu người lớn vậy ta? Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi hùng biện về đề tài người cha. Lớp chúng ta sẽ đề cử Mạnh Vũ và Suri tham gia, được không các em? Dạ được. Nếu mà được, chúng ta hãy cho Suri và Mạnh Vũ một tràng pháo tay khích lệ tinh thần nào. Tụi nhóc đi học cũng vui quá chứ. Nha, chào chú. Chú nào? Tôi á hả? Bộ tôi già lắm sao gọi tôi là chú? Ý quên, mình là ba mà. Anh mới tới chơi hả? Trời, sao mở giọng tự nhiên bữa nay khàn dữ vậy? Ăn bánh con nít nữa hả? Ngon lắm á. Ngon. Ngon lắm đó, anh ăn thử một miếng đi. Thôi, không dám ăn đâu, ăn vô mới cộng giọng tôi khàn gấp đôi giọng anh nữa. Nè, lát ra cửa hàng tôi uống vài ly chơi cho vui. Uống rượu hả? Ừ. Thôi, không uống được đâu, không uống đâu, không uống. Sao hả? Lần trước anh còn nói rượu có cái mùi giống như mùi nước tiểu con dơi. Anh uống còn nhiều hơn tôi nữa mà, nhớ không? Thôi, không có từ chối, chút ra đó nghe không?
Ai vậy Suri? Ừ, mẹ. Chú Tân Trung á mẹ. Xém chút nữa là con chết rồi đó. Chú Tân Trung rủ con đi uống rượu kìa. Hả? Ờ, không được đâu. Để mẹ nói chuyện với ông con làm sao. Mẹ mẹ, giờ con đi qua nhà Hoàng Lan chơi nha. Ha? Ờ, vậy đi. Ở nhà chán quá. Chào ba. Trời đất ơi, cậu qua đây chi vậy? Dạ, ở nhà con buồn quá à. Thấy bà Tứ Bông còn hù chơi. Ủa, ba của cậu đâu rồi? Ba con đi học rồi. Đi học rồi. Ba cậu, ông ba Ram đi học hả? Hả? Chết, lộn rồi. Mình là ba, còn bố kia là ông mà. Chắc là bà hỏi ông nội đây. Dạ, ba của con đang ở nhà chơi. Con kêu ba con qua chơi với bà nha. Hơi, trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời ơi, nghĩ sao mà kêu ông Ba Ram qua đây chơi? Thôi, cảm ơn nha. Thôi đi về đi. Trời đất ơi trời. Chán thiệt á. Hay là bây giờ mình đi tới trường. Đúng rồi, tới trường coi ba học giùm mình có giỏi không, có bị cô giáo quánh không. Ba. Ừ? Ba hãy làm cho chồng con và Suri trở lại như cũ đi ba. Cứ để vậy đi. Sao vậy ba? Tự nhiên ba nhớ đến chuyện ngày xưa. Ngày xưa phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ chơi với nhau rất tốt. Đã từng có thời như vậy hả ba? Đó là ngày xưa. Xưa lắm rồi. Đã từ rất lâu. Cha và con trai có thể đổi cho nhau. Đó là ngày được quy định sao ba? Không phải là quy định mà là thỏa thuận. Cha và con trai thay đổi cho nhau trong vòng mấy ngày thôi. Con gái cũng có thể trở thành mẹ và ngược lại. Nếu thay đổi như vậy thì con cái có thể hiểu được những khó khăn của cha mẹ, và cha mẹ cũng có thể hiểu được cho con cái. Đây là một truyền thống mà theo ba rất tốt. Vậy thì tại sao lại không duy trì hả ba? Ê, truyền thống đó đã mất từ khi phái Nguyên Lão và phái Ma Nữ đánh nhau. Muốn quay trở lại trạng thái ban đầu thì phải cần 50% bột của Ma Nữ và 50% bột của phái Nguyên Lão trộn lại mới thành. Nếu nói như vậy mà lại không có hai loại bột đó, nghĩa là sẽ không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu được sao ba? Đúng vậy. Nhưng mà nếu như vậy thì chồng con và Suri thì sẽ ra sao? Ba cũng đang rất lo lắng đây. Chúng ta sẽ phải cần đến thứ bột của hoa hồng đen sao? À bên này. Cái chuyện này là chỉ mình ba và con biết thôi nha. Bí mật. Dạ. Ba đó. Mạnh Vũ, Thái Hồ, Suri, báo bạn kìa. Sao ông không kêu bạn mà kêu tụi mình? Ừ đúng rồi, còn kêu cái tên của mình nữa chứ. Hey, con chào chú. Con chào chú. Cái gì mà chú? Chào hai con. Ba tới đây chi vậy ba? Tới đi coi con học làm sao á mà. Mấy bạn chờ mình xíu nha. Nè, sao con không ở nhà mà tới đây chi vậy? Ba ở nhà chán lắm, con muốn tới coi ba học làm sao.
Suri, vô lớp kìa. À, biết rồi. Cái chào chú. Cái chào chú. Ba vô lớp đi. Hẹn gặp lại con sau nha. Bye ba. Công nhận ba mình đi học sướng thiệt ta. Cô ơi, con nhớ cô. Dạ xin lỗi, anh là ba của Suri. Xin lỗi cô, tôi là ba của Suri. Anh đến đây để tìm Suri đúng không? Dạ. Tôi vô kêu Suri ra cho anh nha. Thôi khỏi. Tôi gặp Suri rồi. Xin lỗi cô. Lớp chúng mình lớp rất vui. Anh ta kêu sơn một nhà đầy tình thân. Con thấy chú mệt mỏi quá vậy. Chú không có phải là chú đâu. Ủa sao kỳ vậy ta? Con Ngọc Yến. Ngọc Yến sao vậy bà? Con qua nhà anh Suri đó. Con mời ông của anh Suri gặp bà một chút được không? Tại sao phải nhờ ông hả bà? Thì cứ đi rồi. Thôi đi nhanh nha. Rồi có gì nói sao. Đây. Con vô trọng á, con nói với ông á là bà ngoài này đang chờ. Ông ra nhanh lên. Làm người lớn không có vui tí nào hết trơn á. Mình đang muốn chơi 5-10 mà không có ai chơi chung á. Ngọc Yến, nghe nè, hai anh em mình chơi 5-10 không? Chứ chơi với chú hả? Bọn em không thích chơi hả? Chú qua tìm ông mà. Mà, đúng rồi. Ông ở trong phòng á, vô trọng đi. Dạ. Ô, Ngọc Yến về đây. Con đi thăm ông đó à, hả? Ông ơi, ba của anh Suri bữa nay khác. Ô, con thật là tinh tế à. Tinh tế là gì hả ông? Thế này, anh Suri và chú Bunun hai người đã thay đổi chỗ cho nhau rồi. Ông thiệt hả ông? Cái người mà con gặp ngoài kia đó là anh Suri đó. Còn cái người mà đi học ở trường là chú Bunun. Thầy con. Wow, ông dùng ảo thuật để thay đổi phải không ông? Không, chị Ye đã dùng ảo thuật để thay đổi đó. Cháu cũng muốn thành mẹ lắm. Đó, vậy ông biến cháu thành mẹ nha. Được, ông biến cho cháu rồi. Nhưng mà không được. Con người thì không thể làm thay đổi được. Không được mà ông biến cho cháu rồi. Nhưng mà biến con thành mẹ rồi thì sẽ không quay trở lại được nữa đâu. Nếu vậy anh Suri và chú Funun không quay lại được sao? Anh Suri. Ủa, bộ ông nói cho em nghe rồi hả? Wow, đúng rồi anh Suri rồi. Hay quá. Anh biến thành ba rồi anh cảm thấy sao? Chả có hay ho gì hết trơn á. Anh ơi, ông nói là anh sẽ như vậy hoài đó, không có đổi lại được đâu. Ông. Thiệt hả ông? Ông trả lời đi, thiệt hay là không thiệt? Ông. Ngọc Yến nó làm gì trọng vậy ta?
Ngọc Yên, đừng có cười nữa. Em xin lỗi anh. Ngọc Yên mới qua chơi hả con? Dạ. Suri ạ. Mình à, trưa nay mình ăn món gì? Cô mới vừa kêu anh bằng mình hả? Ủa, vậy là con cũng biết luôn hả? Biết rồi. Biết rồi thì phải nói cho cô nghe chứ. Dạ. Suri. Dạ. Trưa nay ăn cái gì? Ăn cháo gà đi mẹ. Hồi bữa trong trường á, con ăn cháo gà ngon lắm. Nhưng mà mẹ có biết nấu món cháo gà không? Biết chứ, hôm bữa mẹ của Ngọc Yến chỉ cho mẹ rồi mà. Chú giờ kêu cô bằng mẹ giống như anh Suri gì đó, mắc cười quá. Nên chết, bà kêu mình quá đi gọi không mà. Ủa? Ông ơi, ra nhanh lên, bà con tên đỡ ông ở ngoài đó. Bà à, đi, đi, đi. Nhanh đi ông. Ủa, bà đâu rồi ta? Chắc là bà chờ lâu quá, nhưng mà vẫn đi về nhà rồi. Chờ từ nãy giờ mà cũng thèm ra nữa. Đúng là cái ông này. Bà ơi, ông ở ngoài kia kìa. Biết rồi. Con quên mất, con quên nói với ông là bà đang chờ. À, té ra là không phải ông không ra, mà là con không nhắc, con không mời ông ra chứ gì. Dạ. Hồi nãy ông ra, ông không thấy bà nên ông vô rồi. Trời ơi, nhóc ơi, sao mà có thể quên được vậy con? Có chuyện mắc cười lắm bà ơi. Chuyện gì mắc cười? Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì? Nhỏ này. Hey. Hey. Ê, mấy bạn. Chút nữa qua nhà mình chơi nha. Mình còn phải tập cho bài hùng biện để đi thi nữa. Nhớ qua nhà mình nha. Ủa? Bộ mặt mình dính gì hả? Không, bữa nay á mình thấy bạn rất là lạ, không giống như ngày thường chút nào hết. Giống như mấy cái người hay khoe khoang đúng không? Hay khoe khoang hả? Ừ. Chà, con bé Hoàng Lan này ăn nói ghê chưa? Còn mình thấy Suri như bữa nay thích hơn đó. Bộ mình vui lắm hả? Ừ. Thu Hà, hôm nay nhìn bạn dễ thương lắm á. Còn cô giáo Trúc của mấy bạn nữa cũng đẹp lắm. Thôi bây giờ mấy bạn qua nhà mình đi. Đi. Dạ, con chào bà. Con chào bác. Mẹ, mẹ mình ơi, mẹ mình có bà nội của Hoàng Lan tới thăm. Dạ, con chào bác. Mẹ Hoàng Lan mới làm hũ hành chua nè, đem qua biếu nhà ăn với Thảo. Bà mới qua hả? Mời bà ngồi. Bữa trước á, uống rượu nho vậy á. Còn nữa. Muốn uống nữa tôi mua về cho uống nha. Thôi đi, không nghe người ta nói hả? Nam vô tửu như kỳ vô phong, tức là hả, không có gió sao uống rượu được. Nhà không có gió, ra ngoài có gió. Đi, con không uống được. Con cái gì đây? Con tôi không uống được, tôi không uống được luôn. Suri, ba. Chị cứ yên tâm đi, tôi dắt ông đi uống chút xíu thôi, không có để ông xỉn, ta đừng có lo ha. Đi mà, khổ ghê. Ba ơi, làm người lớn khổ gì hả ba? Sao, con mệt rồi hả?